Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lê Minh Vlog nha. Hôm nay mình sẽ đi chợ để mua cá chập về. Tí nữa mình làm món cá chập nấu muối ớt nha mọi người. Hôm nay trời mưa cả ngày luôn mọi người. Mình định ra đồng mình quay nhưng mà mưa quá mình không có đi được nha mọi người. Thì đây là phần cá chạch của mình, cũng đã rửa sạch và ướp gia vị muối ớt xong nha mọi người. Lúc nãy mình có ghé qua bên chỗ bán sò ốc mọi người, mình có thấy được mấy con sò lông bự lắm mọi người. Cho nên mình mua về rửa sạch để tí nữa mình nướng chung với cá luôn nha mọi người. Phần than của mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng cá nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi clip của mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần sò lên mình nướng chung với cá luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm muối ớt chanh nha mọi người.
Hôm nay mình sẽ ăn kèm với rau cải sống và dưa leo nha mọi người. Phần cá và phần sò cũng đã chín nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng theo dõi clip và thưởng thức với mình nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lê Minh Vlog nha. Món ăn hôm nay của mình cũng đã chuẩn bị xong nha mọi người. Hôm nay mình sẽ ăn cá chạch nướng muối ớt nha mọi người. Trời mưa cho nên là mình nướng ở bên ngoài, mình ngồi ngoài mình ăn nha mọi người. Bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với mình món cá chạch ngày hôm nay nha. Mời mọi người nha. Nóng. Món ăn hôm nay mình sẽ chấm với muối ớt chanh nha mọi người. Thịt cá chập rất là dai luôn mọi người. Thịt cá chạch rất là dai luôn. Nướng muối ớt mọi người. Ăn cái cay mặn mặn, đã. Mời mọi người ăn với mình con sò nha. Hôm nay làm cá nướng nhưng mà thấy được cái máng sò lông ngon quá, bự bự quá cho nên là mua về nướng ăn chung nha mọi người. Mời mọi người nha. Sò cực kỳ ngọt luôn mọi người. Sò lăn rất là mập luôn. Mọi người thấy không? Con rất là bự nha. Ok. Mời mọi người con cá nữa nha. Mọi người nha. Thịt cá rồi, rất là dai luôn mọi người. Trời mưa lâm râm quất cái lò nướng gì thì đã luôn nha mọi người.
Bây giờ mình lột cho mẹ mình con sò đó mọi người. Chào mọi người nha, ăn sò nha, sò với mình nha. Mai có mẹ mình tham gia luôn nha mọi người. Bây giờ nóng quá. Mời mọi người nha. Ngọt quá. Sẽ lọc cho mẹ mình con nha mọi người. Không ăn được cá này nha mọi người. Con cá nào có dãy ba không được, không có dãy á, nó không ăn được. Nóng quá. Sò cực kỳ ngon nha mọi người, sò lông. Hôm nay mình mua được có mấy con à. Rồi mọi người nha. Mọi người. Mẹ mình đi làm công chuyện mọi người, mình tiếp tục ăn mọi người. Bây giờ mình ăn thêm con cá nữa nha mọi người, cá rất là ngon mọi người, thịt rất là béo và dai luôn nha mọi người nhìn nào, màu con cá rất là đẹp nha, mời mọi người nha. Thôi con cá cắn bóc luôn mọi người. Cá chạch này nướng muối ớt ngon hơn cá kèo nhiều nha mọi người. Chạch quế. Ok, mình sẽ chừa cái phần 5 con sò này với phần cá còn lại để chừa lại cho camera nha mọi người. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha. Nếu mà mọi người thích clip của mình thì hãy cho mình xin một like, và nếu chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha mọi người. Bây giờ chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.